Hello, xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình của Long. Hôm nay Long sẽ trình bày với quý vị cái tin tức gọi là cái lượng số lượng nhà đã tăng trên thị trường. Và đây là thời điểm mà quý vị đang nên mua nhà. Xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với channel của Long. Hôm nay một lần nữa thì Long sẽ trình bày đi qua những cái con số về thị trường bất động sản của khu vực Phoenix, Arizona. Đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn vào cái tình hình lượng nhà đang có trên thị trường nó tăng như thế nào. Và tại sao đây là thời điểm mà chúng ta nên mua? Có nhiều người thì suy nghĩ là thị trường nó sẽ lũng đoạn, thì có hay không? Chúng ta cũng sẽ nói một phần về cái sự so sánh giữa năm nay và năm 2007 luôn, cho chúng ta cùng theo dõi. Ok, xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào, đây là một cái biểu đồ, nó gọi là months of supply, tức là cái số lượng tháng mà bán hết được tất cả các nhà. Giả sử là không có nhà mới lên thị trường, thì ở đây một con số tại thời điểm này, nếu mà quý vị thấy cái đường màu hồng ở đây là khoảng 2.85, tức là tại thời điểm này của năm 2023, khoảng ngày 21 tháng 10, thì nếu như giả sử không có một cái nhà nào mới lên thị trường nữa hết, thì khoảng là dòng khoảng 2.85 tháng, tức là 2 tháng và khoảng 25-26 ngày gì đó ha, thì chúng ta sẽ bán hết tất cả những cái nhà còn lại. Đó là cái ý nghĩa của cái biểu đồ này đây. Thì quý vị cũng thấy rõ ràng là từ khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 đó, là cái con số này nó càng ngày nó càng tăng. Đầu tháng 6 là nó chỉ khoảng 1.4 mà thôi, tức là tốn khoảng chừng 45 ngày để bán hết tất cả các nhà trên thị trường, giả sử không có nhà mới lên thị trường. Thì tới thời điểm này đã là 2.85 rồi. Đó là một cái điểm lưu ý số 1. Điểm lưu ý số 2 là nếu quý vị thấy từ khoảng tháng 9 năm 2023 đến thời điểm này thì nó một cái sự tăng vọt rất là nhanh. Khi mà chúng ta nói nhanh như vậy là nếu mà cái đường mà nó càng ngang, càng nó không phải là ngang nhưng mà nó càng giống như là ngang hơn so với cái đường dốc á, thì cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ càng nhanh. Cái tốc độ tăng nó càng nhanh như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là cái số lượng nhà nó tồn đọng ở trên thị trường nó càng ngày nó càng nhanh. Đó là khoảng chừng 4 tuần trở lại đây, và cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là tiền lời nó tăng cao lên, thứ hai là chiến tranh tại Israel, tất cả những mọi thứ nó đều ảnh hưởng đến cái phần tiền lời. Và khi mà phần tiền lời nó ảnh hưởng, nhiều người mua sẽ không muốn mua nhà nữa, đúng rồi, hoặc là họ không có qualify được, họ không có mua nhà được tại vì cái mức cao quá, đúng không ạ? Cho nên là cái nhà nó còn tồn đọng khá là nhiều. Ok, nói tới đây thì có một số người sẽ hỏi là vậy, như vậy thì cái thị trường rõ ràng là nó đâu có tốt gì đâu mà Long kêu mà mua, phải là đây là thời điểm để mua nhà. Tại sao ạ? Tại vì khi mà chúng ta so sánh với năm 2022 thì nếu như mà quý vị nhớ cái thời điểm đó đầu năm 2022, khoảng tháng 1, tháng 2, tháng 3, cái đường màu vàng này đây ha, vàng màu xanh này đây, thì chúng ta thấy từ tháng 1 đến tháng 4 cái số lượng nhà tồn đọng trên thị trường rất là thấp, khoảng chừng 0.5, 0.6 tháng mà thôi. Rồi sau đó cũng khoảng từ tháng 4 cái tiền lời nó bắt đầu nó tăng cao lên tại thời điểm đó, và lý do đó mà làm cho cái số lượng tồn đọng nhà nó tăng vọt lên. Số lượng nhà nó tăng vọt lên tại một phần nữa là số người investor họ bắt đầu họ bán tháo những căn nhà họ lo ngại là vì cái vấn đề tiền lời nó tăng vọt lên như thế này. Và khi mà tiền lời nó tăng lên như vậy đó thì cái giá nhà nó khi mà cái số lượng nhà nó tăng lên như vậy đó thì cái giá nó bắt đầu nó giảm xuống. Rõ ràng nếu mà quý vị nào mà mua nhà khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới tháng 11, 12 của năm 2022 thì quý vị có rất là nhiều cái khả năng để mà trả giá nhà, và thậm chí người bán họ cũng sẵn sàng họ drop cái họ xuống cái giá mà họ bán luôn. Có nhiều người họ còn offer cho cái tiền closing cost nữa cơ, cái tiền làm giấy tờ nữa cơ. Thì đó là tại sao khi mà họ phải đấu tranh với lại nhiều nhà khác ở trên thị trường thì cái cách tốt nhất để mà giúp cái căn nhà họ bán được là cái giá nó phải hạ xuống, đúng không ạ? Thì đây, tại thời điểm này của năm 2023 cũng khá tương tự, mặc dù là nó chưa ở cái mức của năm 2022 nhưng mà nó cũng khá tương tự, là cái nguồn supply, cái nguồn nhà có mặt trên thị trường tự nhiên tăng vọt một cách đột biến trong vòng 4 tuần trở lại đây. Cho nên chính vì như vậy thì cái giá nhà tương đối nó sẽ giảm xuống trong một cái thời gian tới mà thôi. Cái đó là cái mà mình có thể dự đoán được, tại vì nó rất là giống của năm 2022.
Ok, một số người sẽ hỏi Long, ủa Long ơi, như vậy thì có khi nào, tại sao bây giờ tôi phải mua, tại sao tôi không đợi cho cái nguồn nhà nó có nhiều hơn nữa đi, nguồn nhà nó nhiều hơn nữa thì cái giá nó càng càng xuống nữa thì sao? À, tại vì chúng ta sẽ, thì cái biểu đồ tiếp theo này đây sẽ trả lời cái câu hỏi đó cho quý vị. Thì đây là cái biểu đồ mà khi mà chúng ta add những cái năm 2014, 15, 16, 17, 18 đến chi ạ? Đây là những cái năm bình thường của khu vực Arizona này đây. Quý vị thấy những cái năm này đa phần là những cái số lượng nhà nó đều giống như là có một cái đường chung, đúng không? Nếu mà nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy khác nhau, nhưng mà nếu mà nhìn tổng quát ra chúng ta sẽ thấy là nó sẽ move, nó sẽ di chuyển theo giống nhau, theo tuần khác nhau ha. Thì để mà làm gì, khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái đường màu hồng của năm 2023 đó, nó vẫn tương đối còn nằm ở bên trong những cái bình thường, những cái năm bình thường từ năm 2014 đến năm 2018. Như vậy thì chúng ta cũng chưa có những cái dấu hiệu để mà lo ngại là cái giá nhà nó sẽ tụt giảm một cách mạnh mẽ, đúng không ạ? Và ngay cả thậm chí năm 2022 này đây, rõ ràng chúng ta thấy là nó cao thứ nhì so với năm 2014, thì cái giá đó nó cũng tương đối là nó giảm, đúng không ạ? Thì Long hy vọng là năm 2023 chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng thời gian để mà chúng ta trả giá được với lại người chủ nhà, để mà có được cái giá tốt hơn cho quý vị của người mua nhà. Và đặc biệt là những quý vị nào mà muốn đầu tư nhà luôn thì đây có thể là thời điểm tốt để mà chúng ta trả những cái căn nhà để mà cho mướn nó tương đối nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng chưa phải là quá cao so với những cái gì mà bình thường của thị trường. Như vậy rằng thế nào là cao, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ bring vô, mang vô đây là của năm 2007 và 2008. Rồi là đây năm 2007 là cao nhất. Tại sao Long phải mang cái này? Thì đó là nó đều dẫn đến cái cuộc khủng hoảng của năm 2009, đó là giá nhà nó giảm tới 49% lận. Thì khi mà giá nhà, cái thị trường nó cao như vậy của năm 2007, có đôi lúc nó lên tới 18 tháng. Tức là tất cả các nhà bán cũng phải tốn 18 tháng để mà bán hết những cái nhà đó. Như vậy rằng thì so với cái số 4, 18 và 4 thì nó số 4 nó không là ý nghĩa gì hết. Số 4 nó cao so với 0.5, 0.6, nhưng mà nó so với số 14 nó không có ý nghĩa gì hết, đúng không ạ? Thì nếu mà quý vị sợ rằng thị trường nó sẽ lũng đoạn, nó sẽ crash khoảng 40-50% thì maybe nó cũng sẽ không có, nó sẽ chưa diễn ra. Dĩ nhiên là không ai biết trước được tương lai, nó có thể thay đổi ngày mai nó cũng đã khác rồi, hoặc là chiều nay cũng đã có thể khác rồi. Nhưng mà tính tới thời điểm này, tại thời điểm của cái video này thì chưa có những cái dấu hiệu nào mà cho chúng ta thấy được rằng nó sẽ giống như thị trường của năm 2009, 2008, 2007 đây, hoàn toàn không có ha thưa quý vị. Cho nên để kết thúc những cái diễn biến ngày hôm nay, trình bày ngày hôm nay, thì Long cũng nói ngắn gọn là đối với người mua, đối với những quý vị nào mà mua nhà, quý vị đây là thời điểm tốt nhất để mà quý vị trả giá nhà, mặc dù là cái tiền lời nó khá cao, đồng ý là như vậy, nhưng mà chúng ta có thể thảo luận với lại cái người agent của quý vị để xem chúng ta có nên trả giá hay không, đúng không ạ? Trả giá ở cái mức nào để mà đối trọng lại với cái tiền lời nó cao như vậy, đúng không ạ? Thì đó là một cái cách của người mua, và đây là thời điểm mà người seller, người bán nhà họ sẽ sẵn sàng, họ lắng nghe những cái gì của quý vị hơn, những cái lời đề nghị của quý vị hơn, miễn là nó vẫn là phải hợp lý. Ok, về phía của người bán nhà, nếu như một quý vị không bắt buộc phải bán nhà thì đừng nên bán nhà. Tại vì sao ạ? Rõ ràng chúng ta sẽ phải cạnh tranh rất là nhiều hơn so với những cái thời điểm của tháng trước, và chúng ta sẽ phải chấp nhận những cái lời đề nghị mà có vẻ là nó thấp hơn cái giá của quý anh chị muốn. Cho nên là nếu như chúng ta không bắt buộc phải bán nhà thì đừng nên bán, chúng ta nên đợi vào cái thời điểm mùa spring, mùa xuân đó, thì chúng ta lúc đó thị trường của Arizona nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhiều cái hoạt động hơn, thì lúc đó chúng ta nên bán nhà và chúng ta sẽ được cái giá hơn. Ok, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Long ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Bye bye quý vị. Thank you.